Tại thủ đô London, Anh, hàng nghìn người đi bộ và đi xe đạp đã đổ xuống các con đường của thành phố. Người dân và du khách đã có một ngày được hít thở không khí trong lành khi hơn 27 km đường ở thủ đô nước Anh đã đóng cửa trong ngày hôm qua để tổ chức các sự kiện nhân ngày Thế giới không ô tô. Cây cầu tháp nổi tiếng của London cũng chỉ mở riêng cho xe đạp và người đi bộ trong ngày này. Tại Pháp, khách du lịch cũng tỏ ra rất vui mừng khi có mặt tại thủ đô Paris vào ngày này. Mọi người có thể thoải mái đi dạo trên đại lộ Saint-Élysée hay xung quanh khu vực tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn mà không phải lo lắng về xe cộ hay khói bụi từ ô tô. Tất cả các đường phố ở thủ đô Paris trở nên vắng bóng ô tô trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 16 giờ. Đây là một phần trong nỗ lực chống lại ô nhiễm không khí và tiếng ồn của thành phố. Trong ngày này, chỉ có xe buýt, taxi và xe cho người khuyết tật được phép lưu thông. Tôi nghĩ sự kiện này thật tuyệt vời. Đây là một thành phố rất tấp nập, bởi vậy tôi nghĩ rằng nó khá ô nhiễm. Vì vậy, sự kiện này sẽ rất tốt cho môi trường và chắc chắn sẽ tốt với những người đi bộ như chúng ta. Tôi rất ấn tượng vì tôi có thể đi bộ từ Khải Hoàn Môn đến Bảo tàng Louvre. Chúng tôi đang có kế hoạch đến Louvre ngay bây giờ. Thật tuyệt vời. Chiến dịch Ngày không ô tô được phát động từ những năm 70 của thế kỷ trước và đến nay đã lan rộng ra hơn 1.500 thành phố trên khắp thế giới.